Chính quyền Biden tiếp tục tuyên bố trừng phạt tướng Myanmar, cảnh báo tăng đòn. Trước tình hình nóng hơn bao giờ hết tại chính trường Myanmar khi những cuộc biểu tình đình công lớn liên tiếp nổ ra, cùng với đó là sự phản ứng quyết liệt từ phía quân đội nước này, mới đây, Bộ Tài chính Mỹ cho biết chính quyền Mỹ đã bổ sung thêm hai người trong giới lãnh đạo quân sự Myanmar vào danh sách trừng phạt liên quan đến các sự kiện ở nước này. Văn phòng kiểm soát tài sản nhà nước OFAC của Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân có liên quan đến bộ máy quân sự và chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính ở Myanmar. Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong tuyên bố, quân đội phải dừng ngay hành động và khẩn trương phôi phục chính phủ được bầu cử dân chủ ở Myanmar. Nếu không, Bộ Tài chính Mỹ sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động khác. Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho hay, trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng lên tiếng cảnh báo chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện thêm các hành động chống lại những kẻ gây ra bạo lực và đàn áp ý chí của người dân Myanmar. Chúng tôi kêu gọi quân đội và cảnh sát dừng mọi cuộc tấn công vào những người biểu tình ôn hòa, trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị giam giữ, ngừng tấn công và đe dọa các nhà báo và nhà hoạt động khôi phục chính phủ được bầu cử dân chủ, Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh. Được biết, hai người Myanmar bị trừng phạt là Trung tướng Moi Minh Thun và tướng Maung Maung Kao. Theo lệnh trừng phạt của Washington, tài sản tại Mỹ của hai tướng Myanmar sẽ bị đóng băng, họ cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hai tướng Myanmar được công bố chỉ vài giờ sau khi Liên minh châu Âu phê duyệt các biện pháp trừng phạt quân đội Myanmar, gia tăng áp lực lên nước này. Đây là các biện pháp trừng phạt nhằm phản ứng lại việc quân đội Myanmar đàn áp người biểu tình ở Myanmar. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực lên quân đội Myanmar nhằm lập lại trật tự ở nước này và trả tự do cho những người bị giam giữ. Trước đó, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với giới lãnh đạo quân sự Myanmar, trong đó có người đứng đầu đất nước Swe, Bộ trưởng Quốc phòng Mia Tun O, Bộ trưởng Nội vụ Trung tướng Sohutut, Thiếu tướng We win Yo, phụ trách an ninh quân đội và các thành viên khác của quân đội. Ngoài các cá nhân, ba công ty Myanmar cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt của chính quyền Mỹ sau sự kiện đảo chính diễn ra cách đây không lâu. Ngoài Mỹ, một loạt các nước trên thế giới cũng có những động thái tương tự, các nước phương Tây đang tiếp tục gia tăng áp lực lên Myanmar trong bối cảnh chính quyền quân sự liên tục có các động thái đe dọa và phản ứng bạo lực đối với người biểu tình theo hãng tin Politico. Trong cuộc họp trực tuyến ngày 22 tháng 2 theo giờ địa phương, ngoại trưởng các nước thuộc liên minh châu Âu EU đã nhất trí sẽ thực hiện thực thi lệnh cấm vận đối với nhiều quan chức quân đội Myanmar, thống nhất áp đặt lệnh trừng phạt lên quân đội Myanmar, rút một số viện trợ phát triển với nước này. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao khu vực châu Á của Anh, ông Nijens Adam, cũng triệu đại sứ Myanmar tại Anh, ông Kiao Zhao Min, tới lần thứ hai kể từ đầu tháng và lên án hành động bạo lực của quân đội Myanmar nhằm vào người biểu tình. Đến nay, Anh cùng Canada và New Zealand đều đã tuyên bố lệnh trừng phạt nhắm đến một số quan chức quân đội Myanmar. Ngày 23 tháng 2, Ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật đã ra tuyên bố nói rằng việc sử dụng đạn thật nhắm vào người biểu tình phản đối chính biến ở Myanmar là không thể chấp nhận được và rằng thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Tuyên bố nhấn mạnh, chúng tôi lên án hành vi dọa dẫm và đàn áp những người phản đối chính biến, Chúng tôi một lần nữa kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người bị bắt giữ tùy tiện, gồm Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Huynh Minh. Không chỉ chịu sức ép từ cộng đồng quốc tế, những ngày gần đây, giới lãnh đạo quân đội Myanmar cũng đang chịu áp lực từ các cuộc biểu tình liên tiếp trong nước. Những hoạt động phản kháng của người dân Myanmar bước vào tuần thứ ba liên tiếp, ít nhất ba người ra đi mãi mãi trong các cuộc tuần hành chống lại quân đội. Gần đây nhất, một người đàn ông bị bắn trong đêm tại Yangon hồi cuối tuần qua khi ông đang tuần hành trong khu dân cư để cảnh giác những cuộc đột kích bắt người biểu tình. Chính quyền quân sự ngày càng quyết liệt ứng phó với phong trào biểu tình tại Myanmar, theo quan sát của AFP. Quân đội sử dụng hơi cay, vòi rồng, đạn cao su và một số ít trường hợp là cả đạn thật để có thể đẩy lùi người biểu tình. Lực lượng an ninh hiện diện ngày càng đông ở Yangon, thành phố lớn nhất và là trung tâm tài chính của Myanmar, Kể từ sau vụ chính biến hồi đầu tháng 2, lực lượng an ninh Myanmar đã bắt hơn 680 người. Những ngày gần đây, quân đội thường xuyên ngắt mạng vào ban đêm khiến các nhà hoạt động lo ngại việc cảnh sát bí mật tổ chức bắt người. Những biện pháp mạnh tay từ chính quyền quân sự vẫn không thể ngăn cản người biểu tình vài tuần qua. Nhiều cuộc tuần hành, đình công thu hút đến hàng trăm nghìn người tham dự. Tại Nebido ngày 22 tháng 2, hàng chục nghìn người tập trung phản đối chính quyền quân sự. Họ là những viên chức nhà nước, nhân viên y tế và ngân hàng. Khoảng 100 người bị bắt khi cảnh sát cố gắng đẩy lùi cuộc biểu tình, theo AFP. Người biểu tình ở Yangon mặc kệ lực lượng an ninh và rào chắn được dựng khắp thành phố để tổ chức tưởng niệm những người thiệt mạng trong những ngày sụp sôi vừa qua. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện cho họ, ngay cả khi chúng tôi đau buồn, tiếng nói này sẽ được cộng đồng quốc tế lắng nghe. Một sinh viên, Thuramio, nói. Trước tình hình trên, Tổng tư lệnh Myanmar đã phải chính thức lên tiếng. Theo hãng tin Channel New Asia, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Ung Lang Inh, ngày 23 tháng 2 đã kêu gọi nỗ lực vực dậy nền kinh tế nước này trong bối cảnh các nước phương Tây xem xét thêm các biện pháp trừng phạt đối với các tướng lĩnh thuộc chính quyền quân sự. Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức đang điều hành đất nước, ông Min Ung Lang In đã kêu gọi cắt giảm chi tiêu công và nhập khẩu, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu cần tập trung năng lượng hồi sinh nền kinh tế ôm yếu của đất nước các biện pháp khôi phục nền kinh tế phải được thực hiện ông minh ung lang in nói ông minh ung lang in không liên hệ trực tiếp các cuộc biểu tình với các vấn đề kinh tế nước này đang phải đối mặt song nói rằng chính quyền đang đi theo một lộ trình dân chủ trong việc giải quyết các vấn đề này đồng thời ông minh ung lang in nhấn mạnh rằng cảnh sát đã sử dụng vũ lực tối thiểu trong việc đối phó với người biểu tình như việc sử dụng súng bắn đạn cao su lời kêu gọi phục hồi nền kinh tế của ông Min Aung Hlaing được đưa ra sau khi cuộc tổng đình công đóng cửa các doanh nghiệp nổ ra hôm 22 tháng 2 và người biểu tình tiếp tục phản đối chính biến hôm 1 tháng 2 bất chấp cảnh báo từ chính quyền rằng việc đối đầu có thể khiến người dân thiệt mạng. Tình hình chính biến tại Myanmar cũng tác động đến các nhà đầu tư trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng tới ngành du lịch và tiêu dùng tại nước này. Được biết, cho đến thời điểm hiện tại bà Ung San Suu Kyi vẫn chưa được gặp mặt luật sư. Ông Khin Ma nhiều lần đề nghị tiếp xúc với thân chủ nhưng chưa được phép. Nếu tôi vẫn không được gặp bà ấy để chuẩn bị cho phiên xử, tôi sẽ nói cho cả thế giới biết đây là phiên tòa không công bằng, vị luật sư nói. Ông cho biết đã chịu nhiều sức ép từ sau khi đồng ý bảo chữa cho bà Suki. Ông không về nhà và phải ở tá túc của nhà người quen để tránh mang tới rắc rối cho gia đình. Dù vậy, trong một phát biểu mới nhất, luật sư Khin Maung Jao tuyên bố cần phải giành chiến thắng trong phiên tòa xét xử bà Aung San Suu Kyi để bảo vệ nền dân chủ của Myanmar. Vị luật sư nói phiên tòa ngày 1 tháng 3 sẽ quyết định số phận của Myanmar. Nếu tôi thua, chúng ta sẽ phải phục tùng chính quyền quân sự trong 40 hay 50 năm tới. Chúng ta phải thắng cuộc chiến này, vị luật sư 73 tuổi nói với AFP ngày 23 tháng 2. Ông khẳng định rằng mình không chỉ đại diện cho cá nhân bà Aung San tôi đại diện cho một chính trị gia dân cử bị quân đội tấn công. Tất cả là để bảo vệ nền dân chủ, luật sư Khin Ma Aung tuyên bố. Bản tin của tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!